47 tuổi. Nhưng chỉ 1-2 năm nay, chị Mỹ mới chăm chỉ khám phụ khoa định kỳ và làm các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung. Bởi theo chị, ở độ tuổi này thì nguy cơ mắc bệnh là rất cao. Hơn nữa, do không tiêm vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung khi còn trẻ, nên chị Mỹ càng lo lắng hơn. Và với chị, chưa tiêm loại vaccine này cũng là điều tiếc nuối nhất. Chị sẵn sàng tiêm, chị tiêm cả hai con gái chị ạ. Hai con gái chị cũng được tiêm hết rồi. Thật ra thời mình không có. Thứ nhất cũng có nhưng mà ít lắm, mà mình không có điều kiện. Nói thật vậy, giờ cũng muốn thì muộn đi. Nếu mà trẻ thì cũng thường xuyên đi cũng rất tốt, có gia đình rồi đó. Còn không người từ cứ chị em chịu khó từ 40 trở đi là thí dụ như mình nên đi khám định kỳ. Để mà biết trước thì nó vẫn hơn. Nhiều người cho rằng khi bị ung thư thì chắc chắn sức khỏe giảm, đồng thời tạo gánh nặng cho gia đình và bản thân có thể bị mất mạng. Do đó khám tầm soát định kỳ hay tiêm vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung thì càng tốt hơn. Cũng an tâm vì mình đã tiêm được sớm cái lúc mà mình chưa có gia đình. Nhưng mà hiện tại thì tôi đã có gia đình và có bé cho nên là vẫn nên... Chắc tương lai là tôi vẫn sẽ tìm hiểu thêm về những cái mô típ của ung thư cổ tử cung, tại vì nó có những cái típ mới nữa, mình vẫn chưa có phát hiện ra được những cái típ mới, thì nên đi khám để mà biết hơn về những cái típ đó. Chi phí làm xét nghiệm ung thư cổ tử cung rơi vào khoảng 1 triệu đồng và có giá trị đến 3 năm. Nghĩa là cứ 3 năm phụ nữ mới làm lại xét nghiệm này một lần. Với nhiều người, số tiền này không lớn so với việc lỡ mà phát hiện bệnh trễ do không tầm soát. So với trước đây, nhiều phụ nữ đã chủ động đi khám, nhưng thực tế, phần lớn phụ nữ thường lười và ngại khám phụ khoa, dẫn đến thường phát hiện bệnh trễ. Chị em phụ nữ ở trong cái lứa tuổi sinh đẻ là mình nên đi kiểm tra phụ khoa định kỳ là 6 tháng một lần để bác sĩ khám và tư vấn cần thiết làm những cái xét nghiệm để kiểm tra cái sức khỏe về phụ khoa cho mình để phát hiện kịp thời những cái bất thường, tầm soát cái ung thư cổ tử cung ở trên cái chị em phụ nữ thì nó không hề tạp giống như là chị em phụ nữ nghĩ. Cái phương pháp mà xét nghiệm để tầm soát thì nó rất là đơn giản và cái thời gian thì rất là nhanh chóng và cũng không có gây đau, không có gây khó chịu gì cho chị em phụ nữ cả. Ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Trong khi nếu phát hiện bệnh sớm thì có thể chữa lành hoặc có thể bảo tồn tử cung không bị cắt bỏ. Hơn nữa bệnh này còn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Ngược lại nếu phát hiện bệnh trễ thì chữa trị và tốn kém mà hiệu quả lại không cao. Lúc đó là nó đã di căn nhiều chỗ thì nhiều cái phương pháp điều trị giống như phải là xạ trị, hóa trị nó mới là hiệu quả kéo dài được cái sống còn cho bệnh nhân. Ngược lại nó là rất dễ dàng và phát hiện được ở những giai đoạn rất sớm, kể cả những giai đoạn tiền ung thư, tức là mình có thể dự phòng được. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mặc dù đã tiêm vaccine HPV thì phụ nữ vẫn cần tiếp tục tầm soát ung thư cổ tử cung như người chưa tiêm. Nguyên nhân là có đến hơn 10 chủng gây ung thư cổ tử cung khác nhau, trong khi vaccine HPV chỉ có thể ngừa được một chủng. Nhưng may mắn, đây là chủng virus gây ung thư cổ tử cung phổ biến và nhiều nhất.